Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ một cái tâm sự của một anh Việt Kiều sau khi cùng vợ trở về Việt Nam. Và anh này cũng đã chia sẻ một số các cái thông tin mà có lẽ khi nghe xong rất nhiều anh Việt Kiều khác có thể là đồng ý với những cái ý kiến này. Còn các chị thì lại hí hửng khi nghe những cái câu chuyện này nha quý vị. Thì mình xin phép được chia sẻ cái câu chuyện của anh Việt Kiều này như sau để cho quý cô bác anh chị có thể tham khảo. Cũng như có lẽ đây cũng là một cái câu chuyện mà được rất nhiều quý cô bác anh chị quan tâm trong và ngoài nước. Và mình xin phép bắt đầu được chia sẻ câu chuyện. Cuộc sống này có quá nhiều thứ đáng lo, nói trắng ra là đáng sợ. Sợ giá cả, sợ giao thông, sợ mất việc làm, mất ghế, vân vân. Nhưng vẫn có nỗi sợ lén lút gọi là sợ vợ. Không phải vơ đũa cả lắm, nhưng không ít đàn ông Việt Kiều thường lấm lét không muốn lộ ra điều ngang trái này. Số đông thì vẫn duy trì gia đình theo lối gia trưởng, coi việc tôn trọng vợ như là gia ân. Người chồng nắm quyền sinh sát, vợ thì cúi cổ còng lưng như lô tỳ thê thiếp. Rất ít phụ nữ vùng lên chiếm quyền hoặc là sống độc thân. Nằm trong cái văn hóa lam quyền thì người vợ cũng tự nguyện trở thành hình mẫu hy sinh như một nét đẹp mà truyền thông cổ vũ. Nhiều cô coi việc cưới được chồng là đã thành đạt. Có người khen đức hy sinh thì các bà lại phỏng mũi tự hào. Các bà coi các cô gái từ chối đức hy sinh là một khiếm khuyết cần uốn nắn. Bản thân tôi tuy biết kính vợ, nhưng cũng không ít lần tỏ ra quá quắt. Trong khi đàn ông xứ ta, ông nào cũng oai như cóc, thì bức tranh đàn ông thế giới sau những cuộc cách mạng bình đẳng giới đã đổi màu. Ở xứ Mỹ, đàn ông cam chịu khom lưng, cúi cổ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Không ai dám hé răng kêu một tiếng. Nói đúng ra, họ giống đàn bà Việt ta tự hào về đức hy sinh. Ai không hy sinh vì phụ nữ sẽ bị coi là lệch chuẩn. Những đàn ông Mỹ lệch chuẩn tốt nhất là lên sang xứ ta kiếm vợ. Không chỉ người Mỹ mà Việt Kiều cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu tranh bình đẳng giới. Cô Hồng mới theo chồng sang bển Orange County, nơi nhiều Việt Kiều trú ngụ được 5 năm. Với hình thức khá xinh, chăm chỉ và khéo tay, cô tạm thời làm vẽ móng tay cũng đủ sống, nhưng chủ yếu là chồng nuôi. Nghe cô điện thoại cho chồng cắt đặt việc gia đình cho chồng như nữ tư lệnh. Thấy thầm khâm phục ông xã cô quá, tiếng ông xã chồng đầu dây cứ hết dạ dạ vâng vâng. Thấy tôi trố mắt, Hồng cười bảo, không riêng gì chồng em đâu, các ông chồng bên này là thế anh ạ. Giống nhau cái là ngoan như cún. Bên này cơ hội của phụ nữ nhiều hơn đàn ông, được ưu tiên mọi nơi, mọi lúc và nhất là cơ hội công việc. Chị Hoàng Anh có một anh chồng đặc biệt. Tuy anh Ngọc, chồng chị sống ở châu Âu và Mỹ tới lửa đời người, nhưng vẫn bảo lưu chất gia trưởng truyền thống. Hồi ở Việt Nam, mỗi lần không ưng, anh đập bàn, đá ghế, trừng mắt, chỉ tay thì chị sợ run như cua gặp ếch. Là người đàn bà đẹp, nhưng Hoàng Anh cũng không ý thức được bình đẳng giới ra sao. Từ khi chị sang sống cùng anh bên này thì tương quan đã thay đổi. Chị đã hòa nhập nhanh và biết rõ mình được bảo vệ. Anh Ngọc có lần ra oai cơ bắp, chị Ngọc bốc máy gọi cho cảnh sát. Tiếng tăm chưa thạo, chị chỉ hét lên, ông ấy đánh tôi, giết tôi, cứu tôi với. Cảnh sát đáp lời, bà yên tâm, chúng tôi sẽ thực hiện ngay. 1. Bắt giam ông chồng bà. 2. Cách ly bán kính 100 mét, không được đến gần bà. Lúc ấy Hoàng Anh rụng rời vì chỉ muốn cầu cứu, chứ không nghĩ chồng mình lại bị nhốt. Anh Ngọc vội chuồn lẹ. 5 phút sau, cảnh sát phóng xe hú còi đến lập lòe khắp xóm. Họ làm các thủ tục bảo vệ và đưa giấy cảnh báo ông chồng phải cách vợ ngoài 100 mét trong vòng 2 tuần. Sau cuộc này, mỗi lần anh Ngọc vung tay lên thì đều hạ tay xuống từ từ
vì vợ chả thiếu gì điện thoại. Hoàng Anh hả hê, anh ấy dạo này ngoan lắm rồi. Ngoài việc nóng tính thì anh Ngọc cũng tề ra nội trợ vun vén gia đình, vừa là người lo kinh tế, vừa lo bếp núc, giặt giũ, sửa nhà, dọn vườn, xén cỏ. Hoàng Anh đủ thời gian làm đẹp, đi giao lưu bạn bè và ca hát ở phòng trà. Hoàng Anh bảo, đàn ông bên này ngoan nhưng đôi khi cũng khiến mình sốt ruột. Thí dụ như ở nhà thì người ta thấy mình đẹp là người ta khen. Khen hơi thô chả sao, nhưng đàn ông bên này muốn ca tụng cũng phải rào đón xin phép. Anh nói câu này em thứ lỗi nha, em đẹp quá, trời ơi là trời. Họ cứ lơm lớp sợ nếu ca tụng vồn vã quá, biết đâu mình kiện vì tội quấy rối. Ông nào cũng sợ bị kiện tụng, đâm ra cứ hãm hãm. Dược sĩ Trần Đức và vợ đã trên 80 tuổi, là Hà Nội cổ. Tuy xa quê quá lửa đời người, nhưng vẫn giữ được giọng nói, ngữ điệu Hà Nội xưa. Gia đình cụ thân sinh thời Pháp, nổi tiếng Hà Thành với thương hiệu dầu cù là hoa đà Việt Nam. Nghề thuốc truyền lại nay chỉ có mình ông theo được. Gia đình ông là một trong các gia đình thành đạt được người bản xứ trọng vọng. Gia đình dược sĩ Trần Đức sống ở khu Đại Gia, sở hữu vài biệt thự ven bờ biển đầy nắng và giàn hoa. Hình ảnh thường thấy là bà Đức lịch thiệp tiếp khách, còn ông Đức vào bếp nấu đủ các món và tự tay bưng ra chiêu đãi. Ông không cho ai làm cùng vì đấy là niềm vui riêng của ông. Dược sĩ mà làm bún, phở, nem chẳng khác gì món trong nhà hàng Hà Nội. Tiệc tàn, ông rửa bát bằng máy rồi pha trà ngồi tâm tình với bà. Ông bà là hình ảnh câu ngạn ngữ, vợ vui thì đời mới tươi. Chuyện khác, anh Nelson, kỹ sư phát triển hệ thống tự động hóa cho tòa các nhà ở thủ phủ bang Cali, có một gia đình rất yên ấm với cô vợ người Việt và có cậu con trai kháu khỉnh. Vợ là chị Kim Nelson, vóc dáng như người mẫu. Anh chồng thì cao gần 1m90, như tài tử cine. Cả hai đều ở U50, rồi mà trông cứ quấn quýt như mối tình đầu. Ngôi nhà của họ ấm cúng với khu nhà nằm giữa khu vườn nhiều chim chóc và sóc lâu. Câu cửa miệng của Nelson là ý của em là ý của Chúa. Mỗi khi chị Kim đằng hắng gì là Nelson bỏ dở ngay việc của mình để thực hiện yêu cầu của vợ. Họ hiểu nhau tới mức vợ chưa kịp nháy mắt thì chồng đã thực hiện rồi. Trong nhà Nelson có nhiều khẩu hiệu được chế tác thủ công bằng gỗ hoặc bằng composite, trang trí trau chuốt để những dòng quy tắc gia đình như giúp nhau, luôn nói thật, lắng nghe ba mẹ, hãy tỏ lời yêu thương, tình yêu, chia sẻ, cuộc sống, nụ cười. Những khẩu hiệu này trong sảnh tiếp khách, đầm thắm trên tường phòng ngủ và nghiêm cẩn đính trên tường toilet. Có muốn quên cũng khó. Nelson bảo ý tưởng này do vợ dạy. Vợ nói là chân lý, cấm cãi, chỉ có học thôi. Hãy nhìn dòng chữ trên áo ngực tôi, khỏi cần Google, vợ tôi biết tuốt. Mỗi lần chị Kim ra một yêu cầu khó méo mặt thì Nelson cười bảo, tại sao không? Chiều hôm cuối cùng tôi ở thủ phủ bang Cali, vợ chồng Nelson say sưa giới thiệu với tôi về khu phố cổ bên dòng sông Sacramento, yên ả với rất nhiều ngỗng trời Canada. Khung cảnh ở đây được tái hiện quá khứ với những cỗ xe bạch mã chạy lóc tóc đưa khách du lịch chạy qua những dãy nhà cổ kiểu miền Tây bên một nhà ga xinh xắn. Vang vang từ quán rượu tiếng gào của ban nhạc, toàn các tay guitar, lụ khụ, tóc bạc, râu sồm. Khi nắng chiều sắp tắt, chị Kim bảo chúng tôi trở về. Chị dẫn đường có vẻ không chuẩn, nhưng chẳng ai nói gì. Sau một lúc, chị Kim ngẩn người ra và tuyên bố, lầm đường rồi, quay lại lối lúc nãy. Cả nhóm thở phào, tôi hỏi Nelson có biết vợ nhầm đường không? Nelson, có. Lại hỏi,
Sao viết vợ nhầm mà không nhắc? Lenson: Sao phải nhắc? Vợ đi đâu là phải đi theo đấy. Nghe vợ dường như là một giáo phái mới. Powell, kỹ sư hàng đầu về giải pháp truyền dữ liệu siêu tốc độ, lại luôn tìm mọi giải pháp gia đình theo lời vợ. Giải pháp của công ty ông đã được hỗ trợ cho Google, Facebook và nổi tiếng khi truyền dữ liệu Euro. Powell có một bà vợ Việt Nam và luôn mồm nói việc lấy được bà Nga là một siêu may mắn. Ông là người giàu, có nhưng giản dị, chẳng tiêu xài gì. Gần đây, ông mua một chiếc Audi thể thao 100.000 đô. Ông bảo, Nga khuyên rằng hãy tận hưởng cuộc sống đi, chết đi cũng chẳng mang được theo đồng nào. Vợ tôi nói là chân lý, điều đó tôi không nghĩ ra cho tới tận 60 tuổi. Ở bờ đông nước Mỹ, trên triền đồi New England thuộc Boston, có ông giáo sư Thomas cũng vậy. Cho dù bận rất nhiều dự án phải hoàn thành, ông vẫn tròn bổn phận nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Ông biểu diễn khá nhiều món, phải nói là rất ngon. Bà vợ ông là sếp của một tổ chức đào tạo Đại học Harvard. Cả ngày bà đi làm, tối thì đánh tennis, về nhà thì ăn suất ông nấu sẵn và đọc báo. Bà Thomas có phong cách rất quý tộc, nói chuyện với gia đình như diễn thuyết trước ngàn người. Thomas vừa nội trợ vừa không ngừng tặng bà những lời có cánh. Xứ này lạ thế, nếu trên máy bay có tiếng trẻ con khóc thì người bế đi rong dỗ dành chắc chắn không phải phụ nữ. Đẩy xe cho bé ở công viên cũng không phải phụ nữ, mày dâu giải quyết hết. Xứ này người ta cưa cẩm nhau, hoặc bà mối muốn vun vén cho đôi nào thì không bao giờ khoe anh ấy có bằng Harvard hay thu nhập cỡ nào, bởi nó chẳng có ý nghĩa gì. Họ chỉ nói anh ấy biết nấu cơm trộn Cuba siêu đẳng, anh ấy biết làm món tacos tuyệt vời, hay làm bánh kẹp cá da trơn chiên giòn thơm điếc mũi. Mẫu đàn ông bia rượu súng ống ngang tàng chỉ thấy trên phim, ngoài đời chỉ thấy mày dâu uống nước lọc và hơi nhút nhát. Phần lớn thói quen hút thuốc rơi vào các quý bà. Việc hút thuốc cũng dường như là một sự khẳng định quyền bình đẳng chứ chẳng phải nghiện ngập. Nhiều phụ nữ vẫn kiên quyết nói không với thuốc lá. Vợ anh tài xế taxi John gốc Ethiopia bảo, thuốc lá và em, anh chọn đi. John biết nếu từ bỏ thuốc lá, anh sẽ rơi vào tình cảnh dở sống dở chết. Nhưng cuối cùng thì John bảo, tôi chọn vợ tôi đã bỏ thuốc lá được 14 năm rồi. Lệnh ông không bằng công bà, Obama phu nhân cũng không ưa thuốc lá. Trong một câu chuyện hành lang, Tổng thống Barack Obama đã thổ lộ, tôi đã không hút thuốc lấy một điếu trong 6 năm qua bởi vì tôi sợ vợ tôi. Nếu hỏi người đàn ông Mỹ, ông có bao giờ đánh vợ không? Câu trả lời sẽ là không bao giờ. Nhưng nếu có thì đó là trường hợp tự vệ. Nói vậy thôi chứ khả năng tự vệ cũng bị triệt tiêu. Thời cựu Tổng thống Bill Clinton vướng vụ lùm xùm với cô thực tập sinh. Vợ ông đã lệ ông bằng ít nhất 20 cuốn sách khác nhau. Cuốn nào cũng có nhiều lời hay ý đẹp, nhưng sự va đập của nó khiến ông bị rách da và chảy máu. Ở xứ ta thì phụ nữ vừa nhẫn nhịn, hy sinh cũng có lúc được tôn vinh. Còn bên Mỹ thì đàn ông khom lưng, cúi cổ cũng chẳng ai ca ngợi cả. Có lẽ lịch sử quay vòng, Mỹ đang trở về thời bộ lạc mẫu hệ. Đàn bà Mỹ chứ nhởn nhơ là tận hưởng, chứ họ chẳng biết họ đang sở hữu ông chồng đánh giá cỡ như thế nào đâu. Lẽ ra bên ta đang đấu tranh lữ quyền thì bên Mỹ cũng phải đấu tranh đòi lam quyền chứ nhỉ. Đàn ông Mỹ chịu khổ mãi sao? Sau khi đi một vòng nước Mỹ với hơn 20 thành phố lớn nhỏ, tai nghe mắt thấy những cảnh nhất vợ nhì trời như vậy, chợt thấy mình quá oai so với vợ. Nhưng điều mình đã tỏ ra quá quắt và vợ phải âm thầm chịu đựng thì có thách vàng cũng không có người đàn ông Mỹ chẳng dám làm. Ngồi trên chuyến bay trở về từ nửa vòng trái đất, tôi tạm quên những người đàn bà Mỹ
mà chỉ nghĩ đến bà vợ tội nghiệp của tôi. Thương quá, vợ ơi. Quý cô bác anh chị cũng vừa được nghe xong một cái tâm sự của một anh Việt Kiều sau khi mà cùng vợ trở về Việt Nam. Thì cái câu chuyện này có thể là cũng là một cái câu chuyện vui, nhưng cũng là một cái thực tế trong đời sống ngày nay nha quý vị. Ở Việt Nam thì quý vị anh chị và các bạn cũng đã biết, người đàn ông là người có quyền lực trong gia đình. Nếu như mà người đàn ông kiếm được nhiều tiền thì phụ nữ ở trong nhà, nhất là những bà vợ, rất là kính lễ, phục vụ từ A đến Z. Người đàn ông không phải làm bất cứ một cái gì cả. Nói chung là họ cam chịu, họ sẵn sàng phục vụ người đàn ông hoặc là chồng của mình. Nhưng đối với người phụ nữ ở bên Mỹ thì hoàn toàn ngược lại nha quý vị. Kể cả người ta có ăn chơi đi chăng nữa thì người đàn ông bên kia, người ta cũng không dám lớn tiếng với người phụ nữ ở đó. Nhất là sợ bị kiện tụng. Rồi thực sự là những cái pháp luật ở bên đó, đôi khi theo cái đánh giá cá nhân của mình thì với mình chưa ở đó bao giờ thì mình cảm thấy nó cũng hơi tồi tệ nha quý vị. Nhất là những cái trường hợp mà con cái trong nhà chẳng hạn, đẻ nó ra, nuôi nó ăn học khôn lớn, ví dụ như quát mắng, chửi bới nó một tí chẳng hạn, nếu như mà nó lớn rồi, nó biết, nó báo cảnh sát, tự nhiên cảnh sát đến bắt bố mẹ rồi phạt các thứ vân vân và vân vân. Nói chung là mỗi nơi có một cái pháp luật khác nhau, thì sống ở đâu thì nên tôn trọng ở đó. Còn hiện tại thì mình cảm thấy là ở Việt Nam khá ok thì mình chọn Việt Nam. Còn không biết là quý cô bác anh chị, khi mà đã qua Mỹ rồi, quý vị cảm thấy sao về cái vấn đề này? Thì quý vị hãy để lại comment bên dưới video. Mình xin phép tạm dừng tại đây. Chúc quý vị anh chị và các bạn gặp thật nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào.